Trước hết là cô xin cảm ơn tất cả các bảo trợ và cảm ơn tất cả các hệ thống S21 tối hôm nay đã dành cho cô được một chút thời gian để chia sẻ với hệ thống. Nhà cô xin giới thiệu tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Hiểu và năm nay cô bước sang tuổi 65. Thì nhà cô cũng là bác sĩ quân y và cô cũng đã về hưu hơn chục năm nay rồi. Thì khi mà cô đến với cái dòng sản phẩm này thì cũng phải là một cái rất là ngẫu nhiên. Thì khi cô nói chung là khi về hưu và cô cũng rất là nhiều bệnh. Ví dụ như cô bệnh tiểu đường, cô cũng đã bị chục năm nay rồi và cô đã phải tiêm insulin là 2 năm rồi. Và cô mổ cột sống, cô thay 2 đĩa đệm cột sống, mổ cột sống bởi vì nó thoái hóa. Thế là cô phải thay 2 đĩa đệm cột sống, là cô mổ từ năm 2013. Thế khi về thì bây giờ về nhà cô thì cô cũng mở quầy thuốc và cô cũng khám chữa bệnh ở nhà. Thì khi mà cô về thì nói chung là thuốc Tây đối với cô thì cô cũng dùng nhiều rồi, nhưng mà mình cũng rất là ái ngại bởi vì khi dùng thì nó sẽ ảnh hưởng đến gan, đến thận và các cơ quan, các cái bộ phận ở bên trong. Thì thường là người ta nói là thuốc Tây nó là con dao 2 lưỡi, thế nên là cô cũng rất là dè dặt. Thì cô cũng đã rất là tìm hiểu đến những cái dòng mà sản phẩm như là nó là dòng dinh dưỡng hay là nó là những dòng thực phẩm chức năng và được chiết xuất từ thiên nhiên. Thì năm 2006 thì cô cũng đã dùng, cô cũng đã biết đến cái năm đấy là cô lại bị một cái căn bệnh nhiễm trùng ngoại lai, thì cô bị nhiễm trùng huyết. Và cái năm 2006 là thập tử nhất sinh, con cô nằm ở bệnh viện nhiệt đới trung ương nằm mất 1 tháng rưỡi. Thế xong khi mà cô về thì cũng có một người bạn chia sẻ, thì cô cũng được dùng cái sản phẩm mà cái Noni ấy. Thế nhưng mà nói chung là tất cả các sản phẩm thì đều tốt, thế nhưng mà nó cái sự mà để cảm nhận hoặc là để mà nó thực sự nó cung cấp được các chất dinh dưỡng tới tận các tế bào thì nó cũng cũng chưa được theo cái sự mà mình mong muốn. Thì sau đó cô có qua dùng thì ai giới thiệu là cô cứ tìm hiểu rồi cô dùng. Thế cô cũng đã dùng qua sản phẩm như là Herbalife hay là Synergy hay là Amway. Thì nói chung là những cái sản phẩm đấy thì cô dùng gần đây, trước khi cô đến với Oriflame thì cô vẫn đang dùng sản phẩm Herbalife. Thế nhưng mà khi cô tìm hiểu thì cái Herbalife thì nó lại làm có cái biến đổi gen, và hai nữa là nó chiết xuất từ cái hạt đậu tương. Thế là có những cái là mình dùng mình cảm thấy nó cũng không hợp lý. Và cái nữa là cô tìm hiểu thì cô thấy nó không có cái chứng nhận của tổ chức FDA. Thế là cô thôi cô không dùng. Thì khi cô được rất là cũng rất là cảm ơn là công ty đã mang về Việt Nam cái dòng sản phẩm nó rất là tuyệt vời, và rất là cảm ơn bảo trợ đó của cô, đó chính là em Thanh. Thì em cũng cùng cô, thì trước kia thì em ấy cũng em làm trên Hà Nội thì em về em hay vào quầy mua thuốc lâu lâu. Cô ơi, cháu tổng kết chỗ này một tí với cả cháu hỏi thêm một xíu. Đấy là ngày trước là cô công tác ở đâu ạ? Là cô công tác, cô ở trong đội điều trị là bệnh viện 94 của quân đoàn 29 quân khu 2. Nói chung là cô ở trên tuyến biên giới ở Bảo Yên, Hoàng Liên Sơn, bây giờ nó là Hay thuộc về tỉnh. quá. Vâng ạ. Đấy, mọi người nghe giọng nói của cô hiểu mọi người nhé. Mọi người ví dụ như mọi người có cảm ơn cô hay là chào cô thì chào đúng tên của cô ạ. Cô là cô hiểu đó. Và cô là một bác sĩ về hưu. Mọi người nghe giọng một cái là đúng giọng bác sĩ, rất dứt khoát đúng không ạ? Vâng. Cô ơi, thế thì cháu cũng vừa được nghe cô nói đấy là cô cũng đã biết đến rất là nhiều những cái sản phẩm cô đã sử dụng rồi. Cô là bác sĩ nên là cũng rất hiểu là thuốc Tây nó có tác dụng như thế nào và đi kèm theo nó có nhiều những cái tác dụng phụ đúng không ạ? Và cô cũng có những cái bệnh trong người, ví dụ như là tiểu đường, 2 năm nay là cô đã phải tiêm insulin rồi. Đấy, nhưng mà sau đấy thì cô đã biết đến cái sản phẩm wellness của Oriflame. Đó, thế thì cháu xin mời cô lại kể tiếp cái đoạn là cô bắt đầu biết đến sản phẩm như thế nào ạ? Đang nói đến chỗ chị Thanh rồi. Biết đến sản phẩm là qua chỗ bảo trợ Thanh, cũng là một người em ở cùng quê. Thế thì cô cũng rồi em cũng nói chuyện là em cũng đã dùng những cái sản phẩm như vậy. Thì một hôm thì cũng thấy là em đăng ở trên Facebook, thế thì cô cũng có xem và cô cũng chỉ nhắn lại với Thanh là có sản phẩm gì tốt hay là có công việc gì làm thêm cho chị làm với. Thế xong rồi đến hôm là Thanh mới bảo, cũng nhắn lại là nếu như mà chị mà muốn tìm hiểu thì em sẽ giúp. Thế hôm là ở
ở quê nhà cô đấy, để nó có cái lễ hội đền Trần. Thế là Thanh về thì hai chị em ngồi nói chuyện, gặp nhau rồi ngồi nói chuyện trong vòng khoảng 5-10 phút. Thế là Thanh nói chuyện thì lúc đấy thì cô cũng chỉ nghĩ là cô mua về cô dùng. Thì đầu tiên là cô cũng bảo Thanh là thôi nếu vậy thì em cứ đưa cho chị một cái kem đánh răng, tại vì Thanh cũng giới thiệu hết về các sản phẩm. Thì là bảo lấy một cái kem đánh răng và lấy một lọ nước rửa vệ sinh. Thế là cô về cô dùng thử. Tại vì là cái kem đánh răng thì cô là bị tiêm cái insulin đấy, thì là cái tác dụng phụ nó làm cho mình bị khô tuyến nước bọt. Thế nên là ở răng nó sẽ bị bám những cái mảng cao huyết thanh. Thế nên là mà đi lấy cao răng thì nó sẽ cái tần độ rung lớn thì nó sẽ bị gây ra chảy máu và mình tiểu đường, như vậy thì không được. Thế là cô cũng đã dùng nhiều các loại kem đánh răng rồi nhưng mà cô thấy nó cũng không hiệu quả mấy. Thế cô cũng thấy Thanh chia sẻ vậy thì và cô cũng vào tìm hiểu và Thanh cũng nói, thì cô cũng bắt đầu là cô cũng vào Zoom cô tìm hiểu và học. Thế và cô cũng đã tìm hiểu qua về cái dòng sản phẩm này, thì là để lấy cái thêm cái độ tin cậy thì cô dùng kem đánh răng và cô dùng được khoảng 10 ngày thì cô thấy cái hiện tượng mà chảy máu chân răng và những cái mảng bám nó sẽ từ từ nó cũng sẽ mất dần đi. Là đấy là cái độ tin tưởng và hai là cái nước rửa vệ sinh thì cô thấy là cô cũng yên tâm. Thế xong rồi đó thì cô nói với Thanh là vậy thì thôi em đây chứng minh thư đây thì em ký xong rồi mua cho chị cái dòng sản phẩm nào mà chị uống nó tốt về tiểu đường ấy. Thế thì cô Thanh có bảo là vậy thì chị lấy combo 5 đi, nhưng mà lúc đấy cô cũng không hiểu combo 5 là cái gì. Thế thì cô cũng chỉ bảo ừ thì lấy cái gì thì lấy, nhưng mà miễn là cứ làm sao là để uống để trải nghiệm cái tiểu đường. Thế khi cô lấy về thì cô dùng thì chồng cô và con gái cô, bởi vì chồng cô cũng là bác sĩ mà con gái cô thì cũng là học cao đẳng y và cao đẳng dược, thế nên là nói chung là mọi người thì cũng có một cái như kiểu ác cảm với những cái sản phẩm mà như vậy, thế nên là cứ không cho cô dùng. Thế khi cô không dám gửi hàng về nhà, cô phải gửi hàng nhà một người bạn, có nghĩa là khi cô dùng thì cô toàn phải dùng vụng thôi. Thế xong rồi cô thấy cô dùng thì nhiều khi đúng là vừa uống vừa khóc, bởi vì nghĩ và tại sao mình tủi thân đấy, sao mình uống mình cứ phải giấu giếm. Thế nhưng mà bởi vì thôi mình cứ kiên trì, bởi vì đấy là chồng con thì cũng lo cho mình chứ không phải là không cho mình dùng. Thế xong đến khi mà cô dùng được 1 tháng thì là cô thấy nó cải thiện rất rõ rệt về cái đau cột sống, bởi vì cô bị mổ thay hai đĩa đệm nên là nó cứ đau thường xuyên, và thứ hai nữa là cái khớp gối của cô nó cũng đã bị đau và nó cô đi chụp ở trên bệnh viện Đại học Y Hà Nội thì là nó đã có sùi 2 gai ở bên khớp gối phải và nó bị tràn dịch khớp gối, thì nói chung cái đấy nó cũng là hiện tượng biến chứng của tiểu đường. Thế nên là cô về thì cô đi lại nó rất là đau mà rất là khó khăn. Thế xong rồi đến lúc khi mà cô tiêm cái insulin, cô tiêm 2 năm nay rồi thì nó có cái tác dụng phụ là nó lại gây tích mỡ ở bụng, thì tự dưng là nó lại tăng lên hẳn 4 cân. Thì thực ra mình thấy rất là buồn, chân thì đau xong rồi bụng lại tăng lên lại mập ra thì mình đi lại nó lại càng đau. Thế là cô cũng quyết tâm cô dùng. Thế khi cô dùng được 1 tháng thì cô thấy cái chân của cô nó đỡ đi, cô đi lại cô không ấy nữa, thì nó bớt, nó không đau nữa. Đại khái nó vẫn đau nhưng mà cô như trước, cô đi lên cầu thang cô chỉ lên đến tầng 2, chứ còn lên tầng 3, tầng 4 là cô không thể đi được. Nếu như cô đi cô phải vịn vịn vào để cô bước từng nhấc từng bước chân lên. Thế thì cô thấy cũng rất là cô đã cảm nhận được rồi. Và cô thấy là tiểu đường thì trước khi cô, mặc dù là cô tiêm ngày 2 mũi, là cô tiêm là 10, buổi sáng là 18 đơn vị và 10, buổi chiều là 12 đơn vị, và cô dùng một ngày thêm 2 viên metformin nữa. Thế nhưng mà nó cũng không cải thiện được mấy, mặc dù cô dùng thuốc Tây thì nó cứ loanh quanh là 10, 10,11 rồi 12, thậm chí xong rồi nó cũng không xuống được thấp nữa. Thì cô biết là cái tiểu đường vì của cô cũng 10 năm rồi, khi mình càng dùng thuốc Tây thì tất nhiên là cái bệnh của mình không bao giờ nó thuyên giảm, mà mức đầu đầu tiên thì mình còn dùng cái hàm lượng thấp, khi mỗi 1 năm là mình lại phải dùng cái hàm thì cô mới thấy là quá trình nó bị tổn thương như vậy. Thì nếu như mà cô biết mình dùng nhiều nó sẽ bị rất ảnh hưởng thì cô À, bên cô hiểu chắc là hơi lỗi mạng một xíu. Thế thì Gan xin phép tổng kết cái đoạn này một chút nhé, xong là trong lúc đợi cô hiểu vào lại ạ. Mọi người cũng đã vừa nghe cô hiểu chia sẻ là cô đã từng dùng rất là nhiều cái sản phẩm rồi.
Thế nhưng mà cái tác dụng thì cũng chưa có cảm nhận được rõ rệt lắm. Thế là đến khi mà cô biết đến cái dòng sản phẩm wellness của Ori và có lựa chọn sử dụng thì gia đình cũng không cho dùng, thậm chí là cô còn phải gửi hàng về nhà một người bạn. Đấy, sau đó là dùng dùng vụng dùng dùng vụng đúng không ạ? Đấy. À, thế mà sau khoảng độ hơn 1 tháng là cô đã thấy cải thiện được cái vấn đề xương khớp rồi là cái vấn đề tiểu đường của cô. À, cô chia sẻ tiếp đi ạ. Cảm ơn cô ạ. Vậy thì mọi người có nghe được không nhỉ? À, cháu nghe được cô ạ, cô chia sẻ đi ạ. Xong khi đấy tới hơn 1 tháng thì xong bắt đầu là mình kiểm tra tiểu đường thì nó xuống được 9 phẩy, và sau đó thì mình cứ dùng duy trì như vậy. Thế dùng hết được tháng thứ nhất, xong một sang nửa tháng nữa thì kiểm tra nó xuống 8 phẩy, và sau đó thì cứ 1 tuần cô kiểm tra một lần, thì khi cho đến bây giờ là nó chỉ 5,8 6 phẩy. Thì thực ra cái này thì cô rất là mừng, mặc dù là vẫn phải dùng thuốc tiểu đường chứ mình chưa bỏ được, tại vì thuốc tiểu đường thì nhưng mà bây giờ cô tiêm thì cô rút đi là buổi sáng thì cô tiêm 15 và buổi tối là cô tiêm 10, và thuốc viên thì cô không uống nữa, thì bây giờ cô chỉ dùng tiêm. Và nhưng mà cô tin chắc sau này thì cái gan và cái tuyến tụy nó sẽ hồi phục dần. Nó trong quá trình nó hồi phục thì chắc rằng thì cái tiểu đường của cô nó cũng sẽ được ổn định. Đấy là mình cô cũng đã có niềm tin. Thế khi cô dùng như vậy thì xong rồi cháu ngoại nhà cô nó thì năm nay cháu nó 12 tuổi, thì cháu từ bé là cháu bị cái thận nó yếu, cho cháu đi kiểm tra thì thận của cháu nó rất là yếu, thế nên là cháu ngủ bây giờ cháu lớn mà có khi cháu đáy dầm cháu không biết. Thì thực ra cô rất là thương cháu, thì cô cháu ngủ với cô thì bắt đầu cô cũng cho cháu nhà cô uống làm một mỗi một ngày uống 1 viên canxi, 1 viên omega, và uống 1 cốc Venet bột. Thì cô cứ hai bà cháu, cô cứ 4 rưỡi là cô dậy cô tập thể dục, cô tập dưỡng sinh thì cháu nó cũng bảo bà gọi con dậy con học, thì toàn pha vụng pha trộm hai bà cháu uống. Thế xong cái lúc là mẹ cháu biết thì mẹ cháu lại cứ bảo là mẹ cứ cho nó uống, bây giờ nó còn bé mẹ uống, mẹ cứ cho uống. Thế thì cô cũng không nói gì, bởi vì là mình nghĩ là thôi thì mình cứ kiên trì. Thế nhưng mà cho đến bây giờ sau khi cháu nhà cô 2 tháng nay cháu dùng thì hầu như là cái bệnh đấy cháu cải thiện. Bây giờ cháu không, đêm cháu ngủ nếu như cháu đi đái là cháu tự biết cháu dậy đi đái, và cháu không bao giờ bị đái dầm hoặc xón ra quần nữa. Và cái cháu có bị cái kiểu viêm mũi dị ứng do thời tiết thì cháu hắt hơi chảy nước mũi suốt, nhưng mà bây giờ để cháu cũng không bị nữa. Đấy là khi mà còn cô ấy thì cô dùng, khi cô dùng một combo 5 thì cô có dùng thêm là canxi, cô dùng thêm sơ và cô dùng thêm cả tảo nữa, bởi vì cô biết là tảo này nó trung hòa các gốc tự do rất tốt. Mà trong khi đó là mình thì cơ thể mình kể cả người khỏe hay người yếu thì hàng ngày mình bị vẫn bị rất nhiều các tế bào tự do bên ngoài tấn công vào cơ thể, hay nói cách khác là cái tế bào lạ ở bên ngoài nó xâm nhập vào. Thì cô cũng vẫn biết là phải có dinh dưỡng thì nó mới có thể là nó mới trung hòa, nó mới diệt được. Thì cô dùng thêm là nói chung là sản phẩm gì cô được biết đến là cô dùng hết, cô dùng để cô trải nghiệm, vì mình phải trải nghiệm thì mình mới biết và mình mới tự tin. Khi mà mình nó tốt rồi thì mình mới tự tin để mình chia sẻ cho người khác. Thì cô dùng hết tất cả các sản phẩm thì sau đó da của cô nó cũng đẹp lên, và nói chung là cô cải thiện rất nhiều, và tự là cô xuất đi hẳn được 4 cân thì bây giờ lại 64 cân, mà hầu như là cái mỡ nội tạng bây giờ bụng rất là thon và gọn. Xong rồi đến lúc là chồng cô thấy như vậy thì chồng cô rất là phấn khởi. Sau đó bắt đầu là cô mới bảo là thôi bây giờ của anh cũng nhiều bệnh vậy thì anh dùng đi. Thế thì xong bắt đầu tiên là, nhưng mà vẫn biết là cô dùng tốt rồi nhưng mà không cho cô chia sẻ, bảo là em dùng thì dùng chứ không được chia sẻ, không được bán. Xong để có những bài cô đăng lên Facebook bắt cô gỡ xuống, không cho ấy, mặc dù biết là có là tốt rồi, nhưng mà ý cứ bảo là bây giờ ấy, nhà mình quầy thuốc nhà mình là rất là uy tín, để mà bây giờ mà em chia sẻ em bán nhỡ nó không tốt thì mình nó mất uy mà mình mang tiếng ra. Thế thì cô cũng chỉ bảo là bây giờ cái này thì thực sự nó tốt, mà em cũng chỉ muốn giúp cho những người bệnh, chứ còn cậu em cũng không phải là mục đích em bảo là em bán thì em kiếm lời kiếm lãi gì đâu. Thế thì nhà cô chú thì bị rối loạn tiền đình cũng rất lâu rồi, mà cứ mỗi một lần chú bị tiêm cứ phải khoảng độ 8 đến 9 loại thuốc, nhiều khi cô cứ trêu và tiêm mỏi tay luôn, mà mỗi một lần chú bị rất là nặng, nôn mà không dám để ánh sáng, mà không dám tiếng động. Cô tiêm cô cũng phải trong phòng kín, là cô chỉ bật cái đèn điện thoại lên để cô tiêm thôi. Thế nên là chú cũng rất là nặng, và sau khi chú bị cái zona thần kinh đó nó ăn hết vùng mặt, vùng đầu, vùng tai, sau đó cái biến chứng là chú bị ù tai. Thế là xong bắt đầu cô cho dùng thì đầu tiên là cũng cô cho dùng cả Venet bột nữa, nhưng mà chú bảo khó uống chú không uống, thì cô chỉ cho dùng là canxi với lại Venet Bách Nam.
thì chú dùng được 2 tháng nay thì bây giờ là cũng là hiệu quả rất là tốt, mà bây giờ thực sự là tin tưởng rồi. Thế chú cũng bảo ừ cái này tốt thật. Thế xong thì con gái cô thấy vậy thì bây giờ cũng dùng. Thì hiện tại nhà cô bây giờ là cả nhà dùng. Và nhất là cái viên tảo nhá, thì chú bị cái viêm họng mãn tính, mà từ trước đến nay thuốc tây rất nhiều mà chưa có cái gì chữa được cho chú. Thế là cô bảo là thôi bây giờ anh cứ ngậm tảo đi, ngày ngậm 2 viên. Thì thật là điều bất ngờ, sau 1 tuần là chồng cô là coi như là khỏi hẳn cái bệnh mà bị họng ấy. Thì có rất nhiều những cái mà nó vi diệu. Thế thì chồng cô bắt đầu lúc đấy mới quyết định là cho cô ừ thôi, thế thì em nếu mà ai bị bệnh mà em chia sẻ được thì em cứ chia sẻ đi. Thế là cô rất là vui. Cháu thấy là wellness thực sự là chinh phục được cả gia đình của cô rồi, đúng ạ? Từ cô này, xong là bắt đầu là đến chú dùng này, cải thiện rất là nhiều vấn đề sức khỏe, rối loạn tiền đình, mà mọi người biết là mỗi lần bị nặng là phải tiêm đến 8-9 loại thuốc, đúng không ạ? Quá kinh khủng luôn, thật sự. Đấy, và chú đã dùng wellness pack và sản phẩm gì nữa cô nhỉ? Chú dùng những gì ạ? Canxi, sơ và tảo. À, wellness pack này, canxi, sơ và tảo là chú đã cải thiện được vấn đề đó rồi. Rất là nhiều những vấn đề sức khỏe khác nữa đều được cải thiện. À, thế thì cháu thấy đấy là cả gia đình của cô đều trải nghiệm sản phẩm và rất là tốt. Kể cả như cháu cô là có vấn đề về thận đúng không ạ? Thận yếu. Nhưng bây giờ là cũng cải thiện rất tốt rồi. Không có bị tiểu đêm, kiểu như là bị te dầm nữa. Đấy. Và cháu có thêm một cái câu hỏi đấy là không biết đấy là có một cái cháu biết đấy là hàng ngày thì cô đã chia sẻ sản phẩm wellness cho rất là nhiều khách hàng, thì không biết là có một cái câu chuyện của khách hàng nào mà cô cảm thấy ấn tượng nhất cô có thể chia sẻ đến mọi người đúng không ạ? Vậy thì cô thì đúng là rất nhiều khách hàng, kể cả từ khi bắt đầu cô mới dùng, cô chưa mang về nhà, cô độc cô phải giấu, cô gửi hàng nhà người bạn, có khách hàng cô chia sẻ, cô lại đi bắt đầu cô mang giấu đi, cô chia sẻ cho khách hàng. Thì rất nhiều người mà cô chia sẻ cho thì người ta có cái kết quả rất tốt, nhưng mà cũng có nhiều người thì người ta thì mình chia sẻ người ta không muốn tiếp nhận, mà người ta lại bảo là bây giờ nhà cô ấy bán thuốc thì cô chả nói nó tốt, chứ bây giờ cô không thấy tốt thì ai mua. Thế thì cô cũng chỉ bảo là không, cái này thực ra là mình cũng không bán, chỉ muốn là mà muốn mọi người được biết đến cái sản phẩm nó tốt thế này thôi, chứ còn thực ra mình cũng không bán đâu. Thế xong rồi đến lúc là còn một cái em mà tên cô là Vũ Thị Làn, thì cô ấy bị ung thư tử cung giai đoạn 4, có nghĩa là giai đoạn cuối. Thì cũng một điều rất là vô tình thôi, vô tình, nhưng mà mình nghĩ đúng là cô rất là có duyên thì mình cũng có duyên, và cô phúc thì có phần. Thế là cái hôm chính ra thì mình lại không chia sẻ cho cô đấy, mà là mình chia sẻ cho một cái cô khác. Cô đấy bị là ung thư phổi, thì bây giờ nó cũng bị di căn ung gan rồi. Thì sang chia sẻ cho cô đấy thì xong rồi là con cô thì cô rất muốn dùng, nhưng mà con cô thì mình gặp rất nhiều rào cản đối với cái cô bệnh nhân này. Thì xong thì mình cũng chỉ nói là thực ra cái này thì thấy em bị bệnh như vậy, cũng nói với các con cô là thực sự ra mà nói bác thấy là mẹ cháu bị bệnh như vậy thì bác muốn giúp mẹ cháu để mà tìm đến cái sản phẩm nó tốt. Người ta bảo là có bệnh thì vái tứ phương, mà còn nước còn tát, biết đâu mà một cái cơ duyên mà mẹ cháu lại gặp thầy gặp thuốc, mà mẹ cháu lại gặp được những cái mà dòng sản phẩm nó tốt như thế này. Bởi vì xong để tôi cũng phân tích, và là cái này là nó cũng là một giáo sư của người Thụy Điển, mình cũng phân tích hết, là người ta cũng giáo sư bác sĩ, người ta ghép tim rồi, người ta muốn cho bệnh nhân nó tốt, người ta nghiên cứu ra sản phẩm này, chứ nó không phải là những cái dòng sản phẩm mà như mình nghĩ, những cái thực phẩm chức năng thông thường. Bởi vì cái này nó là cái dòng sản phẩm dinh dưỡng, nó là hoàn toàn là cái đạm và protein, mà cái này nó sẽ là một cái thức ăn cho tế bào, nhưng mà nó sẽ là nguồn gốc thúc đẩy tốt nhất cho tế bào gốc và tế bào gan. Thì bởi vì tế bào gốc hàng ngày nó sản sinh ra các tế bào, nên là mẹ cháu dùng cái này nó sẽ có những cái hiệu quả tốt. Thế thì con cô ấy, mẹ cháu bây giờ ấy, mẹ cháu đang đang dùng một cái dòng của Nhật, cháu mua mấy chục triệu cơ. Thì có đưa cho cô xem thì cô thấy nó chỉ có mỗi một cái gói bột bình thường thôi, thì cô cũng bảo là cái này thì cô không biết, nhưng mà cô nghĩ là cái này này sẽ không bằng cái sản phẩm bên cô đâu. Đấy, bên cô nó có rất là nhiều, nó còn có ví dụ như có đạm dinh dưỡng này, sau đó rồi nó lại có các vitamin và khoáng chất và tất cả là các thành phần mà nó cần thiết. Và nó có cái viên astaxanthin là để nó trung hòa được các gốc tự do và nó sẽ tiêu diệt được những cái gốc tự do. Thế nhưng mà xong thì đến lúc mà 2 đứa con gái với một đứa sau cháu thấy bệnh gì các cô cũng nói đến dùng cái đấy. Thế thì cô cũng có phân tích rất là đơn giản thôi, cô bảo là cháu ơi cháu đi, ví dụ như này thì cô mới nhìn ra vườn, cô bảo cái này cháu ơi
nhà cháu có cái vườn rau, cái giúp cô nhìn thấy bao nhiêu loại rau cái đây, rau bắp cải, rau su hào, là rau hành tỏi các thứ. Thì nếu như mà mẹ cháu có chăm sóc và các cháu chăm sóc thì chắc chắn là các cháu cũng phải tưới bằng đạm phải không? Thì rau nào thì cũng là chỉ có một cái đạm đấy các cháu tưới nó mới tốt. Thì cơ thể con người ta cũng vậy, cháu cứ hình dung như mỗi một cơ thể, mỗi một bộ phận chúng ta cũng là một loại rau đi. Thế chứ tôi cũng không phân tích là ngôi nhà, thì tôi bảo cũng như là một loại rau đi. Ví dụ như bây giờ cháu trồng cái rau này mà nó cằn nó không lên được, cháu phải tưới đạm. Hoặc là cái luống rau khác cũng vậy, nếu như cháu không tưới đạm thì nó sẽ bị héo và nó sẽ chết đi. Thế nhưng nếu mà cháu tưới đạm nó sẽ được hồi phục. Thì con người ta cũng vậy, các tế bào mà được tưới đạm vào thì nó cũng sẽ hồi phục lên. Thế nhưng mà cũng không, bà mẹ thì rất là quyết tâm dùng, nhưng mà các con thì bảo là thôi vậy cứ để cháu, để cho mẹ cháu uống bớt những cái kia đi đã. Thế thì cô cũng bảo ừ, ra để cho bà làm việc. Xin lỗi cả nhà nhé, đi ra cho bà làm việc, con đi vào trong nhà đi. Vậy thì xong đến lúc làm tôi có nói với cái cô, với cô bảo này chị em rất muốn dùng, thế nhưng mà thôi các cháu nó cứ vậy thì thôi để em uống hết cái kia đi đã. Thì hôm đấy thì lại có một đấy cái cô chính bây giờ mà tôi điều trị cho, mà cô bị ung thư, tôi được điều trị ung thư ấy, ung thư tử cung ấy, thì cô lại vô tình cô gần đấy cô sang, thế là cô lại hỏi, mà cô rất là yếu, con cô dìu sang. Thế là cô mới hỏi bà chị thì như cái dòng đấy như thế nào thì tôi cũng bắt đầu tôi mới chia sẻ cho ngay cô đấy ở tại nhà nhà cái cô mà tôi đến chia sẻ thì cô lại con cô chưa cho dùng. Thế thì cô kia thì cô bảo chị em tin chị bởi vì em nhìn chị là con người rất là thật. Xong rồi tôi cũng bảo là tôi không bao giờ tôi đi lừa mọi người, tại vì tôi là thực ra cái bản chất của tôi là rất muốn để là những cái gì tốt muốn được mang truyền đến cho mọi người để biết đâu mọi người có cơ hội kéo dài sự sống, và cái biết đâu mà mọi người lại có cơ hội kiểu là cái bệnh của mình nó khỏe đi, nó khỏe lên. Thế xong thì cái cô đấy thì tên cô là Làn đấy, cô bảo chị ơi thế thì chị để luôn lại cái này cho em đi. Thế là tôi bắt đầu cũng hướng dẫn cô ấy uống, mà khi cô ấy rất là xanh mà cô rất gầy, bởi vì một tháng là cô bảo cô độc không ăn được, cô toàn nằm đây, người rất là yếu, mà bị cái khối u ở gan ấy, là nó bởi vì cái gan mà khi nó đã bị độc tố nhiều thì nó lại bị nó lại ảnh hưởng đến là cái lưỡi. Thì cô bảo lưỡi em bây giờ đau em không ăn được, thì tôi mới bảo cô thì tôi mới kiểm vậy thì nó trắng hết toàn bộ, và sau đó là nó cứ như tôi cảm tưởng như kiểu nó cứ rữa ra từng miếng thịt ấy, rất là sợ. Thế thì tôi bắt đầu tôi quyết định là tôi mới hướng dẫn cô dùng luôn cái bộ mà tôi chính là tôi cầm đến là cho cái cô khác cơ. Thế thì tôi mới hướng dẫn là thôi thì bây giờ em còn nước còn tát, bây giờ bệnh của em thì nó cũng nặng rồi, thì chị cũng không biết là nó sẽ cải thiện cho em được đến đâu, nhưng mà chị tin rằng là em là những con người mà em đã tin chị, thì chị cũng rất là muốn là mang lại cho em một cái mà niềm hạnh phúc. Xong rồi cô có nói câu này, chị ơi em không cần sống lâu, em chỉ cần là em sống được từ giờ đến hết, vì cô có một cháu trai là đang học lớp 12. Cô bảo là em chỉ cần là khi con em đến tháng 4, tháng 5 sang năm này cháu nó thi xong thì lúc đấy em chết cũng được, tại vì chồng em thì cũng mới chết vì chú ấy cũng bị là bệnh tiểu đường, mà mới được có 3 năm thì chú ấy bị biến chứng chú chết. Thì cô bảo là em chỉ muốn là con trai em có em thì nó thi xong lớp 12 thì thôi, thì xong lúc đấy là cháu nó học xong rồi, chứ bây giờ em chết thì cháu nó bỏ học. Thì thực ra mà những cái lời nói của những người mẹ, bởi vì mình cũng là người mẹ thì mình rất là đồng cảm và rất thương. Thế xong bắt đó bắt đầu mình bảo là thôi bây giờ thì em ngậm đi, thì tôi cho ngậm ngày 3 viên tảo, là sáng 1 viên, trưa 1 viên và tối 1 viên. Và sau đó ngoài cái giờ đấy ngậm, lúc ngậm thì tôi cho ngậm thêm cả cái viên Vinactive, bởi vì ngậm tảo và tôi cho ngậm luôn các vitamin để nó bổ sung tại chỗ luôn, các cho các tế bào thiết yếu ngay ở lưỡi và trong chỗ cuống họng. Thế này tôi bắt đầu tôi mới cũng vạch ra một cái phương pháp điều trị cho cô ấy. Thì cô bảo là thôi bây giờ em đã tin vào chị thì chị cũng sẽ hết lòng, chị sẽ nhiệt tình, chị giúp đỡ em được đến đâu thì đó là một điều là rất là tốt, nhưng mà chị tin rằng là em sẽ có cải thiện. Thế thì tôi cũng khẳng định luôn như vậy để cho cô ấy có một cái độ tin tưởng. Thì sau đó thì tôi mới hướng dẫn là cái bột mà dinh dưỡng ấy, thì vì cô rất là yếu thì mình biết nếu như mà yếu như vậy mà mình đưa dinh dưỡng ngay một lúc và rất là nhiều thì người ta sẽ không tiếp thu mà người ta sẽ mệt. Thì xong đến lúc là một cái thìa đấy thì tôi mới hướng dẫn cô chia làm 3 lần, thì coi như là mỗi trong một ngày chỉ một thìa thôi và chia làm 3 lần sáng trưa tối. Thì cô ấy hướng dẫn uống vậy, và trước khi uống thì cũng hướng dẫn buổi sáng để uống một cốc sơ để cho nó thanh lọc cơ thể, bởi vì biết là cô bị ung thư thì cô cũng đã dùng nhiều thuốc, và trong khi đó là tất cả các độc tố thì nó đang còn lắng đọng, muốn là thanh lọc được cái đường ruột
cho nó sạch sẽ thì bắt đầu cô dùng vào thì nó mới có cái dinh dưỡng, nó mới có một cái hấp thu tốt. Thì tôi hướng dẫn cô, và tôi sợ cô quên thì tôi đã phải lấy một tờ giấy tôi ghi ra rất cụ thể từng loại một. Thì và dặn con cô ấy là cho mẹ uống đúng như bác dặn, và có dặn cô là em uống xong nó có thể cảm nhận sớm hoặc cảm nhận muộn và em sẽ có những cơn đau. Thì nếu như nó đau lên thì em có dám em chịu, mà hễ có gì thì hàng ngày thì tôi vẫn kiểm điện kiểm tra và hỏi thăm và nhắc nhở cô ấy uống. Xong đến lúc này tôi vẫn dặn con cô, và nếu mà mẹ đau quá hoặc mẹ có cái gì như nào thì cháu điện cho bác. Thì xong đến lúc là cô uống là đến ngày thứ bảy thứ tám thì cô tôi ngày hôm đấy là bắt đầu tôi điện, thì cô bảo là thì cô cũng đã bắt đầu nói, cô bảo chị cái lưỡi của em nó cũng đỡ, nó em thấy nó cũng phải đỡ được 7 8 phần ấy. Thế xong rồi đến lúc là tôi cũng rất là mừng, tôi bảo ừ vậy là có tín hiệu tốt rồi em ạ, thì em cố gắng đi nhá. Thế xong rồi đến lúc là cô bảo là chị ơi hôm nay em ăn được một ít cháo. Thế xong đến ngày thứ 10 thì cô rất là đau, cô bảo chị ơi em đau em không chịu được. Thì cháu cái con trai cô mới điện sang, thì tôi mới bảo này cháu ơi thì vậy thì cháu ra quầy thuốc gần nhà cháu mua cho mẹ cái viên Efferan gan sủi ấy, cháu mua cái hàng của Pháp ấy, thì cháu về cháu pha cho mẹ uống. Thì cô ấy đau mất 2 ngày, cô đau dữ dội, và xong bắt đầu thì cô nó dịu dần đi. Thế sang đến ngày thứ 15 thì cô ấy điện, cô bảo chị ơi chị em làm sao nó như kiểu nó vỡ ở trong 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 trong, từ trong bụng em ra ấy. Cô ấy dùng cái từ, tại vì khi mà cô ấy đi cái phim của cô ấy là ở ở ở tử cung là có hai cái khối u, nó phải bằng gần bằng quả hai quả trứng ấy, và ở gan có một khối u nữa. Thế thì xong rồi tôi mới bảo là ừ em ơi thì vậy thì nó vỡ ra là tốt đấy em ạ, em cứ yên tâm đi. Nó bảo chị ơi nó vỡ ra máu mủ mà mùi nó hôi lắm, mà em đóng băng vệ sinh nó cứ trào không ra, còn như mất 2 ngày nó ra như vậy. Thế xong rồi tôi mới hỏi vậy em ơi thì nó ra vậy thì bây giờ em thấy người thế nào. Thì nó bảo chị ơi thì em lại thấy như kiểu cái bụng em nó đỡ cức mà nó nhẹ đi chị ạ. Thế thì tôi bảo ừ thôi em ơi thế thì em vậy là có dấu hiệu tốt rồi, thì em cứ quyết tâm em dùng đi nhá, em cứ ngậm đủ ngày 3 cái viên tảo cho chị. Thì với lại còn coi như tôi cho dùng thêm một cái gói bách đấy là 1 viên, và tôi cho dùng thêm tất cả tổng là 6 tổng 5 viên nữa, là một ngày 6 viên tảo đấy mọi người ạ. Tại vì là mình muốn nó cho nó trung hòa và nó đào thải được những cái gốc tự do ra, nhất là cái khối u ấy. Thế là xong đến lúc là tôi cho dùng như vậy thì xong rồi nó vỡ ra, thì cô bảo chị ơi nó vỡ ra thì bây giờ nó nhẹ. Thì sau đó nó cứ vỡ từng khối u một, thế khoảng độ 1 tuần sau cô nó lại bị tiếp tục như vậy. Và xong mới gần đây thì chắc là còn cái khối u ở gan ấy thì là nó cũng vỡ nốt. Cô bảo chị ơi nhưng mà em thấy bụng em nó cũng nhẹ rồi, mà em cũng thấy nó dễ chịu, thì bây giờ em cũng dậy nấu được cơm cho con em ăn rồi, em đã cũng ăn được mỗi bữa được hơn được 2 lưng bát cơm. Thế thì tôi thực sự mà tôi không nghĩ là nó cái điều mà nó vi diệu, mà tôi không nghĩ là cô mới dùng được mới cho đến bây giờ mới được hơn 2 con bo thôi, mà tôi thấy mà nó quá tuyệt vời vậy thì thực sự tôi rất là mừng. Thế xong rồi hôm cách đây 3 ngày thì cô điện cho tôi, cô bảo chị ơi hôm nay chị biết không, em tự đi xe máy em đến nhà mẹ ngoại em, mọi người tròn hết mắt ra bảo làm sao mà như vậy. Thế thì cô ra cô hiện nay rất là hồng và đẹp. Thì ngay chiều nay thì cô có điện cho tôi, cô bảo chị ơi em hết mấy thứ em sang em lấy nhá. Thì tôi bảo ừ có sang được không, hễ mình yếu thì chị cầm sang cho, vì từ nhà cô đến nhà tôi thì nó từ là 2 xã khác nhau thì nó khoảng độ 4 cây. Thế thì tôi mới bảo là nếu mà em không sang thì chị tranh thủ chị cầm sang cho. Thì cô bảo là chị ơi em khỏe mà em sang được, em sang em biết nhà chị thì em rất là cảm ơn chị. Thế thì xong rồi tôi có sang thì hai chị em cũng ngồi ngồi chia sẻ, thì tôi cũng bảo là tôi cũng động viên. Và thực sự mà nói để cho cô ấy thì tôi lấy hoàn toàn bằng giá hóa đơn của công ty nhập về nào, tôi thấy cô đúng là như vậy. Thì tôi cũng muốn tôi cũng hỏi em ơi bây giờ em cứ dùng cho nó khỏe mạnh đi. Thì cô bảo là chị ơi bây giờ em không có tiền em nghèo lắm, bởi vì thôi em cứ có đâu em dùng đến đấy em dùng đi, thì sau đó nếu như mà em khỏe lên thì chị sẽ hướng dẫn em Vâng. để cho em kiểu Ừ. là một là chăm sóc sức khỏe của em, và em biết cách là lan tỏa cái sản phẩm tốt này đến với mọi người cũng như em ấy, bởi vì em là Hay người quá. tin việc thật. Thì em dùng như vậy thì tất nhiên em nói sẽ có nhiều người tin, và xung quanh em thì cũng rất nhiều người bị bệnh, thì đây là một cái cũng như chị đấy rất là có phúc. Thực sự rất là biết ơn em là em đã tin chị và em đã dùng cái dòng sản phẩm chị chia sẻ cho em. Thì một điều kỳ diệu đến với em là em đã cải thiện rất tốt. Thì thực ra mà Vâng. nói thì tôi thì rất là cảm ơn công ty Oriflame và rất là cảm ơn có mang cái dòng sản phẩm về Việt Nam.
mà tôi thấy cái dòng sản phẩm này ấy, nó như là một cái chìa khóa sự sống của con người ấy. Cô thấy là cái dòng sản phẩm này, cô nghĩ là nó sẽ được chiết xuất trên dây chuyền công nghệ rất là cao, nó đã loại bỏ được hết cái độc tố và tạp chất, nên là lứa tuổi nào cũng dùng được, từ người trẻ cho đến người già cho đến các cháu nhỏ. Thì đây là một cái điều rất là vi diệu, và cũng qua cái chương trình này thì rất là muốn chia sẻ đến với tất cả mọi người, và cũng khuyên mọi cũng nên lan tỏa cái dòng sản phẩm tốt này, biết đâu mình cứu được một mạng người, cứu một được một mạng người là như Phật dạy đấy, là phúc đẳng hà sa, hay là cứu được một mạng người cũng như ta xây được một tòa Vâng, hay quá. Vâng. tháp. Đây là một cái dùng mà dinh dưỡng để chữa bệnh, thì tôi thấy đây nó là một cái xu hướng rất là tốt, mà tất cả chúng ta đã biết đến dòng thực phẩm này, chúng ta hãy là người rất là thông minh và nhanh nhẹn để chúng ta hãy biết sử dụng cái dòng sản phẩm này trước, trước hết là sử dụng phòng bệnh cho bản thân và gia đình mình, nhất là trong mùa dịch bây giờ cái bệnh COVID thì nó rất là nhiều và cũng chưa biết bao giờ có thể nó hết đi được, thì tôi cũng rất là khuyên tất cả mọi người cũng nên biết đến cái dòng sản phẩm này, và nếu như mà chúng ta tất cả chị anh chị em chúng ta trong room này chúng ta đã được biết và được dùng và chúng ta chưa tự tin thì chúng ta hãy tự tin, nhưng theo tôi khuyên mọi người nếu như mà muốn chia sẻ cho ai một dòng sản phẩm gì thì bản thân mình phải là dùng và trải nghiệm và cảm nhận, sau đó mình chia sẻ thì nó sẽ có cái độ tin và nó sẽ có một rất là niềm tin và vững vàng mà mình dám khẳng định. Đấy là một những cái và Đúng tôi rồi rất là ạ. Hay quá. mọi người sẽ cùng nhau lan tỏa cái dòng sản phẩm này tốt nhất đến cho tất cả những người mà còn rất nhiều người người ta bị bệnh, người ta chưa được biết đến dòng sản phẩm này, thì cũng là qua cái câu chuyện hôm nay cũng rất là cảm ơn bảo trợ Nga sáng nay đã gọi điện cho cô, và cô cũng rất là vui khi mà được lên đây chia sẻ, thì mặc dù là có thể câu chuyện của cô nó chưa được hay, nó cô chưa được Cô Nga lắm. ơi, quá tuyệt vời cô ạ. Cháu phải phải nói là quá tuyệt vời cô ạ. Khi mà nghe cô chia sẻ cháu như kiểu là đi vào trong cái câu chuyện của cô ấy, chứng kiến từng cái hình ảnh mà cô mô tả từng cái câu chuyện của cô, từ câu chuyện cá nhân cô này đến chồng của cô này, cháu cô này, rồi là cái cô bệnh nhân mà bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối đấy. Đấy. Và cô đã cải thiện được cái sức khỏe rất là tốt, cháu như là được đi vào trong cái câu chuyện của cô vậy, quá là tuyệt vời, những cái câu chuyện hết sức là chân thực cô ạ. Đó, và qua cái câu chuyện này thì như cô Hiểu cũng vừa mới chia sẻ với mọi người rồi, chúng ta hãy trở thành những cánh tay nối dài đúng không ạ? Nếu như những cô bác anh chị ở đây mọi người cũng đã sử dụng sản phẩm thì mọi người hãy chia sẻ nhiều hơn đến những cái người thân xung quanh của mình đúng không ạ? Còn với những anh chị em mà đã là nhà phân phối rồi thì chúng ta hãy lan tỏa nhiều hơn nữa đúng không ạ? Chúng ta có thể là nhờ khách hàng chia sẻ thêm, rồi là chính mình cũng chia sẻ thêm, chính mình cũng chia sẻ thêm cho những người khác nữa. Không phải là chúng ta thêm được một khách hàng, chúng ta thêm được một đơn hàng, mà chúng ta đang giúp thêm được một người. Mọi người ạ. Đó, và chúng ta hãy qua cái câu chuyện của cô Hiểu thì mọi người cũng đã thấy rằng là cô là một người rất là có kinh nghiệm trong nghề y đúng không ạ? Cô đã lựa chọn sản phẩm wellness để sử dụng cho bản thân, cho gia đình, rồi rồi tư vấn cho những người khách hàng của mình, kê đơn cho khách hàng của mình luôn. Đấy, thì mình gọi là có một cái niềm tin nó sắc nét hơn nữa để chúng ta lựa chọn cái sản phẩm này để sử dụng và kinh doanh phải không ạ? Và cái trong buổi Zoom ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy là cả ba câu chuyện thì đều là từ khách hàng rồi là trở thành người làm kinh doanh phải không ạ? Đó, và còn nếu như mà những anh chị em mà đang là nhà phân phối thì mọi người hãy lan tỏa nhiều hơn cái sản phẩm này đến với những bác sĩ này, những dược sĩ, những nhân viên y tế, những người làm trong ngành y, thì họ giống như mọi người nhìn thấy hình ảnh của cô Hiểu đúng không ạ? Họ giống như là một sứ giả mang wellness đến những người thân, rồi là những người thân yêu của mình, hay là những cái người khách hàng, tóm lại là họ như là sứ giả mang cái sức khỏe đến cho mọi người, cái chìa khóa để mang lại cái sự sống đúng không ạ? Lúc nãy cô Hiểu sử dụng cái cụm từ đó. Cháu rất là ấn tượng cụm từ đấy luôn. Đó, và mà mọi người biết rồi đấy, người Việt Nam thì rất là tin vào bác sĩ đúng không ạ? Chúng ta hãy chia sẻ đến những bác sĩ nhiều hơn để biết đâu đấy chúng ta lại còn được nhân lên những cái giá trị tuyệt vời với dòng sản phẩm Wellness phải không ạ? Cô ơi, thế có một cái lời nhắn nhủ cuối cùng với mọi người thì cô sẽ nhắn nhủ điều gì ạ? Cô bật mic giúp cháu nhé. À,
À, để mà có lời nhắn nhủ với mọi người ấy thì riêng cô thì cô rất là muốn là khi ai vào đây thì ít nhiều cũng sẽ gặp những cái rào cản, dù ít dù nhiều có sẽ không bao giờ mà con đường chúng ta đi sẽ không bao giờ nó mà có thể mà nó bằng phẳng, mà chúng ta sẽ phải giải qua rất là nhiều sỏi đá và chông gai. Nhưng mà khi chúng ta đã qua được tất cả những cái mà rào cản rồi thì khi chúng ta sẽ đến với một cái con đường rất là phẳng lặng và chúng ta đi sẽ rất là bền và sẽ rất là vững. Thì thực sự như cô thì cô cũng mới chính thức, cô mới đăng ký vào là đầu tháng 10, thì tháng 10 và đến cũng rất là vui. Đầu tiên cô cũng chỉ nghĩ là cô dùng sản phẩm cho nó khỏe thôi, nhưng mà cũng không nghĩ đến chuyện kinh doanh đâu. Bởi vì công việc của cô thì ở nhà cũng rất là bận rộn, nhưng mà thật là một điều cũng rất là kỳ diệu, đúng là làm Ori có sức khỏe xong rồi lại vui vui xong lại có thu nhập. Thì là tháng 11 vừa qua thì cô cũng đã thu nhập được 7 triệu 4 và cũng được một xét thưởng là 6 triệu. Thì tháng vừa đoạn thì cô cũng đã là được 15%, và cô cũng bán hàng doanh số cá nhân thì cũng được gần 3.000 điểm. Thì thực ra cô thấy rất là vui, mà cô bảo là như thế này thì đúng là ai cũng muốn đến cái Ori rồi, vừa có sức Vâng, hay lại quá. rồi là mình lại có cái cơ hội để là có thêm tất cả kết nối với bọn bạn bè mọi người. Như chúng ta vào đây ấy, thì chúng ta cũng lại như một gia đình lớn thôi, ai cũng cảm thấy yêu thương nhau và ai cũng cảm thấy là muốn trân trọng và quý nhau rồi giúp đỡ nhau. Thì tôi cũng muốn rất mong muốn là trong hệ S21 của chúng ta hãy hướng tới những cái tương lai tươi sáng hơn và sẽ hướng tới là những cái sản phẩm tốt nhất, và chúng ta cũng nên là hãy lan tỏa cho đến cho tất cả mọi người cái dòng sản phẩm mà nó quá là tuyệt vời như thế này. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta lan tỏa cho được một người thì đấy là một cái điều hạnh phúc mà chúng ta và chúng ta để biết ơn công ty có cái sản phẩm tốt vậy, nhưng mà chúng ta phải biết cảm ơn những người bệnh, người ta đã tin tưởng mình, người ta dùng mình, người ta đến với mình là thực sự là đấy là bằng cái sự là tin tưởng. Chứ còn người ta thì cũng chưa biết người ta sản phẩm là ai, cũng như mà cô này ở quê này thì người ta cứ hay ví dụ những người lớn tuổi hơn thì họ cứ gọi bằng thím. Có những như là có một cái anh thì anh cũng bộ đội về thì anh cũng rất là tôn trọng những người mà cùng quân đội. Thì anh bảo ui anh, xong rồi hôm thì anh mới bị đau đầu mới chóng mặt thì không biết chia sẻ cho anh chỉ có mỗi một lọ omega với một hộp canxi. Thế xong rồi đến sơ thì anh mới bảo là vậy, thì bảo là vậy thì cũng mới đùa, vậy anh có tin em không thì anh dùng. Anh bảo là ôi hay anh không tin thím thì tin ai, những người mà bộ đội với nhau thì rất là tin. Thì thực ra là có những cái mà Hay mình quá. đấy, thì mình lại thấy mình cũng cứ tự tin chia sẻ là cũng Vâng, thấy hay quá. tin. Vui là chồng cô bắt đầu là đầu tiên thì cô cứ bảo chia sẻ bán sản phẩm giúp cô để xong rồi để lan tỏa đến mọi người. Thì anh bảo là ui giời, tôi dùng thì dùng, chia sẻ nhỡ đến lúc không được thì ngại lắm. Thì không, anh chỉ là em chỉ nói với anh là anh nhờ thôi, ví dụ anh đến anh tiêm cho người ta thì anh chỉ nhờ là nếu như mà ai mà có cái bệnh về như ví dụ được hay là đau đầu chóng mặt mà dùng thuốc tây lâu ngày mà không có cải thiện ấy thì anh chỉ Vâng. nhờ người ta giới thiệu thôi. Mọi người Hay quá. bắt đầu là mấy ngày hôm nay là tự dưng là chồng cô cũng bán được cho cô rất nhiều sản phẩm. Vâng ạ. Một ngày tí lệ xong rồi tí lệ đưa anh lọ Vâng. omega thì Vâng. lấy cái đấy là cô thấy là vui. Đấy là Vâng ạ. cô cũng rất là À, hay vui, quá cô ơi. rất là cảm Quá ơn. là tuyệt vời luôn ạ. Cô ơi, cháu thấy cái âm thanh nó hơi bị lỗi một xíu ấy, không biết cô có nghe rõ cháu nói không? Cháu thì cháu thấy cái âm thanh bên cô nó hơi lỗi Nghe một rõ xíu. Vâng ạ. Nó hơi bị dè một xíu cô ạ. Nhưng mà những cái thông điệp mà cô vừa nhắn có nhủ khả đến với năng có mọi khi là người bên thì mạng. vâng ạ. À, những cái thông điệp mà cô hiểu vừa nhắn nhủ đến mọi người thì chắc là mọi người cũng đã kịp nghe rồi đúng không ạ? Đấy, cô đã nhắn nhủ với mọi người về việc đấy là mình hãy sử dụng sản phẩm để chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân của mình cũng như là cho gia đình của mình, và hãy lan tỏa nhiều hơn cái sản phẩm wellness đến những cái người xung quanh mình mọi người nhé. Đó. À, và cháu rất là cảm ơn cái chia sẻ của cô Hiểu buổi ngày hôm nay. Trong buổi ngày hôm nay cháu thay mặt khoảng gần 1.000 khách hàng cũng như là anh chị em nhà phân phối tham gia Zoom cũng như là ở bên kênh YouTube của hệ thống S21 đã được cô chia sẻ những câu chuyện quá là tuyệt vời, và mọi người gia tăng thêm những cái niềm tin vào cái sản phẩm wellness rất là nhiều.